À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài số 4 của Unit 8, Lesson 4, Phonics. Trong bài này, chúng mình sẽ tập trung vào phát âm, ngữ âm. Trước tiên, chúng mình cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay với phần số 1 nhé. 1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ nhắc lại. Trong bài số 1 này, chúng mình sẽ được học hai âm. Các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Ây. Ây. Các bạn làm rất tốt. Chúng mình cùng nhau chuyển sang bức tranh số 2. Ây. Rain. Ây. Rain. Cô mời các con nhìn vào tranh và đoán xem rain nghĩa là gì nhỉ? Hoàn toàn chính xác, đó là mưa. Từ này khá quen thuộc đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bức tranh số 3. I. Train. I. Train. Thế train nghĩa là gì? Đúng rồi, nó nghĩa là tàu hỏa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau học âm số 2. I. 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 Fly. I fly. Nghĩa là bay. Chúng mình có thể thấy một chiếc máy bay và một chú chim đang bay. Hình cuối cùng. I sky. I sky. Thế sky nghĩa là gì nhỉ? Các con nhìn thấy gì trong bức tranh cuối cùng? Đúng rồi, sky nghĩa là bầu trời. Trước khi chúng mình làm bài tập nghe, cô và các con sẽ cùng ôn tập lại hai âm và bốn từ vựng này nhé. Ơi. I rain. I train. I I fly. I sky. Bây giờ cô Huyền sẽ mở file nghe, mời các con nghe và chỉ vào bức tranh tương ứng.
Listening 111. Listen and point. A. Rain. A. Train. I. Fly. I. Sky. I. Fly. A. Rain. I. Sky. A. Train. Listen and repeat. Các con nghe và nhắc lại. A. A. Rain. Rain. A. A. Train. Train. I. Fly. I. Sky. Sky. Như vậy, các con đã nhớ được hai âm và bốn từ vựng ngày hôm nay chưa nào? Cô hy vọng rằng các con đã nhớ được hết rồi. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. 2. Listen and chant. Nghe và đọc theo. Trước tiên, cô mời các con nhìn vào đoạn văn ở trên màn hình, nghe và nhắc lại theo cô nhé. I can't fly in the sky. Tôi không thể bay trên trời. I'm a train in the rain. Tôi là tàu hỏa ở trong mưa. I can't fly in the sky. Tôi không thể bay ở trên trời. I'm a train, not a plane. Tớ là tàu hỏa, không phải là máy bay. Bây giờ, chúng mình cùng nhau nghe và đọc theo nhé. Listening 112. Listen and chant. I can't fly in the sky. I'm a train in the rain. I can't fly in the sky. I'm a train, not a plane. Như vậy, chúng mình đã vừa nghe và đọc theo. Rất là thú vị. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần số 3. 3. Read the chant again. Say the words with A and I. Đọc lại một lần nữa. Nói các từ với âm A và I. Trong lượt đọc thứ hai này, chúng mình sẽ cố gắng đọc to, rõ ràng và trôi chảy hơn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. I can't fly in the sky. I'm a train in the rain. I can't fly in the sky. I'm a train, not a plane.
Các con làm rất tốt. Bây giờ cô mời các con nhìn vào bức tranh và nói các từ cùng với cô nhé. A train. A rain. I fly. I sky. Các con đã nhớ hết hai âm và bốn từ vựng chưa nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần số 4 nhé. Four. Write and say the words. Viết và nói từ. Trước tiên, cô mời các con quan sát vào bốn bức tranh. Trong bài này, người ta cho mình các bức tranh để gợi ý về từ mà mình phải viết. Bên dưới là những chữ cái đã được đảo lộn vị trí và nhiệm vụ của chúng mình đó là sắp xếp những chữ cái này thành vị trí đúng để tạo ra từ đúng như bức tranh diễn tả. Bây giờ chúng mình cùng nhau làm nhé. Trước tiên ở hình số 1, chúng mình nhìn thấy gì nhỉ? Đúng rồi, đó là mưa. Mưa thì là gì? Các con có nhớ từ vựng không? Đó là rain. Như vậy, mình sẽ viết từ rain vào ô trống thứ nhất. Tiếp tục. Chúng mình chuyển sang hình số 2. Chúng mình nhìn thấy gì ở đây nhỉ? Đó là hình ảnh về bầu trời. Bầu trời là từ gì nhỉ? Chính xác, đó là sky. Mình sẽ ghi sky vào ô trống thứ hai. Hình số 3, chúng mình quan sát thấy một chú ong và một chú bướm đang bay. Như thế, mình sẽ phải tìm từ bay. Bay thì nói như thế nào nhỉ? Rất tốt, đó là fly. Mình sẽ điền fly vào ô trống thứ ba. Và hình cuối cùng, mình nhìn thấy một đoàn tàu. Tàu là train. Mình sẽ điền từ train vào ô trống thứ tư. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại bốn từ vựng này nhé. Train. Sky. Fly. Train. Các con làm rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng. Let's talk. Thực hành nói. Ở phần này chúng mình sẽ có những đồ vật và chúng mình sử dụng cấu trúc câu this is my. Đây là cái gì của tôi. Ví dụ, bạn Nam nói this is my train. Đây là tàu của tôi. Các con cũng có thể nói những cái từ tương tự. Ví dụ, đây là ô tô của tôi. This is my car.
Đây là búp bê của tôi. This is my doll. Tùy vào đồ chơi mà các con đang có, để các con thực hành nói phần này nhé. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các con 4 phần của bài tập ngày hôm nay. Trong bài ngày hôm nay, chúng mình đã học hai âm A và I. Chúng mình học 4 từ vựng: rain, train, fly và sky. Các con về nhà ôn tập hai âm và 4 từ vựng này nhé. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye and see you later. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.